Rồi mình qua sửa Cambridge Key English Test, viết tắt là CAT 7, Test 1, Part 1, 5 câu. Nhiệm vụ của mình là giữa bạn bên trái nó có 5 cái mẫu thông tin từ 1 tới 5 và bên phải có 8 cái mẫu thông tin ha. Từ A đến H mình match nó lại với nhau. For question 1 to 5, mark the correct letter A to S on your answer sheet, là cái này khi mình đi thi mới làm. Rồi, you can see this in the morning. Bạn không thể nhìn thấy cái này vào buổi sáng. Ví dụ người ta đã xài rồi, đó là câu E. Vậy thì mình sẽ đánh dấu vô câu E là children film, rạp chiếu phim dành cho trẻ em. No ticket left for 11 a.m. show, afternoon show only. Không còn vé cho cái suất chiếu của 11 giờ sáng, chỉ còn vé dành cho buổi chiều thôi. Như vậy thì câu E xài rồi, mình đánh dấu vô ha. Rồi, nhiệm vụ của mình là gì? Đọc bên trái hết 5 cái thông tin luôn các bạn, rồi bên phải mình đọc sau để nhớ, chứ còn bạn đọc một câu xong bạn mò bên đây nó lâu lắm, nó mất thời gian ha. Rồi, number one, teenager can go here alone. Teenager can go in here alone. Tức là teenager là gì? Thiếu niên, là từ 13 đến 19 tuổi ha. Dưới 10, tức là 12 trở xuống thì gọi là children đó. Rồi còn lớn hơn 19 thì là adult, người lớn. Như vậy thì thiếu niên thì có thể đi đến đây một mình. Number 2, get your tickets here if you already paid to see the film. Lấy vé ở đây nếu mà bạn đã trả tiền để xem bộ phim. Number 3, this place doesn't open in the morning. Cái nơi này thì nó không mở cửa vào buổi sáng. Number 4, you can only use this door if you work here. Bạn chỉ có thể sử dụng cái cửa này nếu mà bạn làm việc ở đây. Và number 5, you can't use a credit card here. Bạn không thể sử dụng cái thẻ tín dụng ở đây. Rồi, xong qua đọc câu A, Star Cinema, new staff member wanted to work evening. Rạp chiếu phim ngôi sao, cái này là đang tuyển dụng nhân viên mới để làm việc vào ban đêm ha. Member là thành viên, staff là nhân viên, new staff member là thành viên mà là nhân viên mới á. Thì muốn là wanted, là ngoài cái nghĩa tuyển dụng trong cái mẫu thông tin này, thì nếu bạn nhìn thấy trên tờ báo chụp một cái hình và ghi chữ wanted thì nó là lệnh truy nã đó. Rồi, câu B, this way to staff car park, no exit for cinema customer. Cái lối đi này thì đến cái bãi đổ xe dành cho nhân viên. Staff car park, bạn nhớ ha, khi mình gặp một cụm danh từ mình lấy danh từ chính dịch trước, car park là bãi đổ xe, staff là nhân viên. Vậy mình sẽ dịch là cái lối đi này đến cái bãi đổ xe dành cho nhân viên. This way to staff car park, chứ không phải là nhân viên bãi đổ xe ha. Rồi, no exit for cinema customer, không phải là cái lối ra của khách mà đi xem phim. Vậy cái có một cái câu hồi nãy là câu số 4 bên đây nè. Bạn chỉ có thể sử dụng cái cửa này nếu mà bạn làm việc ở đây. Vậy câu số 4 mình sẽ đánh vô là B nè. Nó tương đương với cái thông tin mình vừa mới đọc ha. Ok, ngay chỗ này mình đánh vô là B. Rồi, bự quá, để thầy chỉnh nhỏ lại chi xíu. Rồi, câu C tiếp tục. Book online by credit card, collect ticket from machine near entrance. Những cái người mà đã đặt vé online, booked online by credit card, bằng thẻ tín dụng, thì lấy vé từ cái máy mà nó ở đâu nó gần, near entrance, lối vào. Vậy hồi nãy có một cái câu mà chúng ta, nếu mà bạn đặt vé rồi thì có thể lấy vé ở đây, câu số 2. Đây, get your ticket here if you already paid to see the film. Rồi, lấy vé ở đây nếu mà bạn đã trả tiền để xem bộ phim. Vậy câu 2 mình đánh vô là C ha. Ok. Rồi, đồng thời đánh dấu vô đã xài rồi. Còn nếu bạn đọc theo thứ tự vậy thì ra cái viết tới đâu đánh tới đó cũng được. Câu D, special offer teenager at staff about discount on tickets. Một cái sự giảm giá đặc biệt dành cho tuổi, dành cho thiếu niên ha. Hỏi nhân viên về cái giảm giá ở trên vé. Thì như vậy á, là thường thường các bạn khi làm bài các bạn thấy nè, ở đây có teenager, ở bên đây cũng có teenager, thì xu hướng là mình đọc không hiểu mình chọn, thì như vậy nó sẽ dễ bị sai lắm. Đây là môn đọc hiểu chứ không phải đọc kiếm từ giống nhau ha. Cho nên là cái gì mà nó giống nhau như thế này thường là sai. Nội dung bên đây là thiếu niên có thể đi đến đây một mình. Nội dung bên đây là giảm giá dành cho thiếu niên ha. Và hỏi nhân viên về cái giảm giá trên vé, nó không liên quan gì nhau hết ha các bạn. Rồi, vậy bạn nào chọn vậy là sai ha. Mà hồi nãy á, nó có cái câu nào mà ở chỗ này giống giống cái ý này không?
Không có ha. Vậy mình tiếp, mình qua câu F. Cash only when paying for sweet. À, chỉ chấp nhận tiền mặt khi mà trả tiền mua kẹo thôi. Vậy thì hồi nãy không có you can use a credit card here nè. Thì là nói với lại câu 5 là F ha. Rồi bạn chỉ có thể, bạn không thể sử dụng thẻ tín dụng ở đây, chỉ có chấp nhận tiền mặt thôi. Mua kẹo mà trả thẻ tín dụng mà mệt ta nhé. Bán cho tôi một cục kẹo rồi đưa cái thẻ ra cà bấm lâu dữ à. Vậy mà mua 10 cục kẹo chết luôn ha. Rồi câu G. Snack bar là cái quầy để bán thức ăn nhẹ. Snack là bánh snack á, tức là đồ ăn nhẹ. Food available from 3 p.m. weekend and 5 p.m. weekday. Tức là cái thức ăn thì chỉ có sẵn, đồ ăn chỉ có thể bán từ 3 giờ chiều và weekend là cuối tuần, và 5 giờ chiều weekday là ngày trong tuần. Như vậy thì cái nơi này nó sẽ không có mở cửa vào buổi sáng đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Cái nơi này chỉ có mở cửa vào buổi chiều không à. À bạn nhìn ha. 3 p.m. weekend, 5 p.m. weekday. Vậy mình chọn câu G này là cho số 3 ha. Rồi ok. Tiếp tục. Còn lại một câu H. Và ở đây còn lại một câu 1. Nhắm mắt chọn cũng được nữa. Tại vì còn có một cái duy nhất thôi, nhưng mà mình vẫn dịch để cho nó match ha. Ok, children under 12 may only see this film with an adult. Trẻ em mà dưới 12 tuổi thì chỉ có thể xem cái bộ phim này with an adult, với người lớn. Thì như vậy tương đương với cái ý là teenager can go here alone, tức là thiếu niên thì có thể đi đến đây một mình. Rồi câu 1 mình chọn là H ha. Rồi thầy đọc lại cho các bạn lần nữa ha. Teenager can go here alone. Children under 12 may only see this film with an adult. Get your ticket here if you already paid to see the film. Book online by credit card. Collect ticket from machine near entrance. This place doesn't open in the morning. Snack bar. Food available from 3 p.m. weekend and 5 p.m. weekday. You can only use this door if you work here. This way to staff car park, no access for cinema customer. You can use a credit card here. Okay, cash only when paying for suite. Rồi xong ha. Rồi mình qua part 2 ha, question 6 to 10. Read the sentences about traveling by plane. Đọc những cái câu về đi lại bằng máy bay. Travel thì nó có hai nghĩa, thầy nhắc lại các bạn, ngoài cái nghĩa là đi du lịch thì nó còn có nghĩa là mình đi tới đi lui, đi bình thường thôi. Cho nên tùy theo ngữ cảnh mà mình dịch. Ví dụ how do you travel to school? Có nghĩa là bạn đi đến trường bằng cách nào, bằng phương tiện gì, chứ không phải bạn đi du lịch đến trường ha. Rồi như vậy, choose the best word A, B or C for each space. Là mình chọn A, B hoặc là C cho mỗi cái khoảng trống. À, rồi còn ở dưới này hướng dẫn để làm bài thôi. Là for question 6 to 10 mark A, B or C on your answer sheet. Tức là đối với câu 6 đến 10 thì bạn sẽ đánh dấu giống như vậy nè, bằng tô đen vậy nè, A, B hoặc là C ở trên cái tờ làm bài. Rồi ví dụ Richard often travel to Canada to he family. Ở đây mình có là Richard thường đi đến Canada để làm cái gì, gia đình anh ấy, để trải qua gia đình anh ấy. Để stay thì phải đi stay with ha. Ở đây ví dụ người ta cho là to visit rồi. Vậy thì cái này mình không cần phải làm. Tại ví dụ mà mình làm cho nó quen thôi. Rồi ok. Tốt nhất là bạn nên sau khi mà bạn khoanh vậy này, bạn viết lên đây rồi bạn chép lại luôn là tốt nhất ha. Không phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Câu số 6. The airport get very at weekend. So Richard travel during the week when it's quieter. Cái sân bay thì nó làm sao vào cuối tuần. Vì vậy Richard đi suốt trong những ngày trong tuần ha, khi mà nó yên tĩnh hơn. Vậy thì cuối tuần nó yên, ngày trong tuần á, khi mà nó yên tĩnh hơn thì đối nghĩa, trái nghĩa với quiet, quieter thì nó là busy ha. Với lại cái sân bay mình để vô thử nè, the airport is very strong, rất là khỏe và cuối tuần không hợp nghĩa. Very heavy, rất là nặng, cũng không hợp nghĩa, chỉ còn very busy là nó hợp thôi. Rồi sân bay thì nó rất là bận rộn vào cuối tuần, vì vậy Richard đi suốt trong tuần khi mà nó
Yên tĩnh hơn. Richard chấm 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 has a coffee when he arrived at the airport. Ở đây mình có thì hiện tại đơn. Như vậy mình thường dùng cái trạng từ là usually, hợp nghĩa luôn. Anh ấy thường uống cà phê khi mà anh ấy đến sân bay. Once là một lần, trạng từ để vô đây không hợp. Already là đã, đi với thì hiện tại hoàn thành. Để vô đây cũng không được. Rồi câu số 8, Richard. Ở đây mình có động từ in looking là động từ thêm in ha. Ok. Vậy chỉ có một cái động từ mà thường đi với động từ thêm in, đó là enjoy doing something. Ok. Richard enjoy looking around the shop before he get on the plane. Richard thì thích xem, đi ngắm chung quanh những cái cửa hàng trước khi anh ấy lên máy bay. Còn want thì want to do something. Hope cũng vậy, hope to do something. Còn không có hope doing ha. Rồi Richard hated when there is a chấm 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 as he likes to arrive on time. Richard ghét cái gì khi mà nó có một cái chuyện gì đó. Bởi vì sao? As là because. Anh ấy thích đến đúng giờ. Thì ở đây mình có on time trái nghĩa với cái chuyện mà gây ra cái trễ là delay. Ok, khi mà bạn ra đi máy bay và bạn nghe máy bay delay là bạn mệt rồi đó. Ở đây là bị gì? Bị quản. À, máy bay bị trễ, bị delay bao nhiêu phút á. Richard hates when there is a delay as he likes to arrive on time. Như vậy Richard rất là ghét khi mà có một cái sự trễ, tức là máy bay bị delay dời lại khi mà, bởi vì sao? Anh ấy thích đến đúng giờ. Còn different là khác, moment là một cái giờ phút, thì để vô nó không hợp nghĩa ha. Number 10, Richard often watch film during the flight. Richard thường xem phim trong suốt cái chuyến bay. Or chấm chấm chấm. Ở đây mình có watches là một cái động từ thường. Thì mấy sau này cũng phải chắc chắn là một động từ thường. Và ở đây có ba động từ thường hết. Vậy thì tiếp ở đây to the person next to him. Thì bây giờ mình mới nói ở đây mình có to the person next to him, thì mình không thể để say được. Say thì say something ha. Say something. Tell thì tell someone about something. Vậy mình ở đây chỉ còn một động từ là talks to được, hợp nghĩa. Ok. Or talk to the person next to him. Richard thường xem phim trong suốt chuyến bay hoặc là nói chuyện với cái người kế bên anh ấy. Rồi vậy mình chọn vô ha, là C. Rồi thầy đọc lại cho các bạn. The airport gets very busy at weekend, so Richard travels during the week when it's quieter. Richard usually has a coffee when he arrives at the airport. Richard enjoys looking around the shop before he gets on the plane. Richard hates when there are delays, as he likes to arrive on time. Richard often watches a film during the flight or talks to the person next to him. Rồi xong part 2 ha. Rồi tục qua part 3 ha. Question 11 to 15. Complete the 5 conversation. Hoàn tất 5 cái mẫu hội thoại. Rồi A nói chuyện với B. Mình chọn cho nó hợp nghĩa thôi. Rồi câu 11. We just missed the 3 p.m. train. Chúng ta vừa mới lỡ cái chuyến xe lửa lúc 3 giờ chiều. Như vậy thì mình sẽ đọc tuần tự sao cho nó hợp cái thì với cái nghĩa ha. Shall I get it? Tôi sẽ có nó hả? Thì đương nhiên không hợp rồi. In about an hour, trong khoảng một tiếng nữa, cũng không được. Then let's get the next one. Vậy thì phải lấy cái tiếp theo. One này là thuê thế cho cái chuyến xe lửa đó các bạn. Vậy thì chúng ta phải đón cái chuyến tiếp theo thôi, chứ trễ rồi làm sao bây giờ. Number 12. Do you want to come to the shop with us? Bạn có muốn đi đến cửa hàng với chúng tôi không? That would be great. Đúng rồi, tuyệt vời luôn. Nó rất là tuyệt vời, chọn luôn. Rồi câu B nè. I don't mind it, tôi không quan tâm tới nó. Not very often, không có thường. Chừng nào hỏi how often thì mới not very often. I don't mind it là cái này nó sai cái gì. Nếu mà tôi không quan tâm tới nó, cũng nghe nó không có đúng cái boy này ha. Người ta hỏi là bạn có muốn đi đến cửa hàng với chúng tôi không? I don't mind it, tôi không quan tâm đến nó. Quan tâm tới chúng tôi thì còn nghe được ha. Rồi I haven't finished packing my suitcase yet. Tôi thì vẫn chưa đóng gói hoặc là gói ghém xong cái vali của tôi. Chữ Z này là vẫn chưa ha, thường xài trong thì hiện tại, cái thì hoàn thành đó các bạn, và nghĩa của nó là vẫn chưa. Rồi như vậy thì mình sẽ chọn từ câu A bên đây là gì đây. I take T
sai thì rồi. Ở đây là hiện tại hoàn thành, mà bên đây là tương lai là thấy sai nè. I take you on holiday. Tôi sẽ take you on holiday là đón bạn ở trên cái kỳ nghỉ ha. Rồi, when did it happen? Sai thì luôn. Ok, when did it happen? Quá khứ, sai. Well, hurry up then. Ồ, vậy thì nhanh lên, đúng rồi. Chưa xong thì nhanh lên đi chứ gì nữa. My sister just had a baby. Chị của tôi, tiếp tục thì quá khứ hoàn thành. À, không phải nha, thì hiện tại hoàn thành nha. Vừa mới có em bé. Ở đây, cái này chữ S nè, là viết tắt của chữ has chứ không phải là to be đâu. My sister just had a baby. My sister just had a baby. Hiện tại hoàn thành. Oh, how lovely. Dễ thương, đáng yêu thật. Dạ đúng rồi. Còn bên đây, I love to là I would love to. Sai ha. Yes, she does. Đâu có hỏi does she gì mà yes, she does. Sai ha. Rồi, câu 15. Is that Sally in the blue coat? Đó có phải là Sally ở trong cái áo khoác màu xanh dương không? This Amma speaking. Đây là Asma speaking, đang nói chuyện. Tình huống này được sử dụng khi mà bạn cầm điện thoại lên, bạn trả lời á. Ha, ví dụ ai gọi vô cơ quan, bạn nhớ điện thoại lên. Alo, Chí nghe. Rồi, vậy cái này, this is Amada speaking. Vậy không hợp ha. She doesn't want to, cô ấy không muốn. Vậy cũng không đúng luôn, chỉ còn câu C là I think it's maybe. I think maybe. I think it maybe. Đúng rồi, có lẽ là như vậy, có lẽ là Sally đó. Rồi, ok, thầy đọc lại cho các bạn ha. We just missed the 3 p.m. train. Then let's get the next one. Do you want to come to the shop with us? That would be great. I haven't finished packing my suitcase yet. Wow, hurry up then. My sister just had a baby. How lovely. Is that Shirley in the blue coat? I think it may be. Rồi, xong part 3 ha. Rồi, ok, tiếp tục mình qua câu 16 đến câu 20, nó khác. Cái là ngay bên đây mình sẽ tạo thành một đoạn hội thoại có nghĩa ha. Ví dụ cho rồi, so, mới vô là gì đây? Một cái đoạn hội thoại mà giữa mother và Ben. So Ben, did you enjoy your first day back at school? Con có thích cái ngày đầu tiên quay lại trường không? Thì Ben nó trả lời câu D là cái ý gì đây? Yes, it was fine. We got some great new teacher. Chúng con có một vài giáo viên mới. Rồi tiếp tục mẹ mới hỏi, oh that's good. Are there any new students? Có bất kỳ, are there là có ha. New student là sinh viên mới nào không con? Thì như vậy ở đây mình sẽ trả lời có hoặc là không mà liên quan đến số lượng. Ok, vậy cái câu của mình ra từ trên xuống dưới nó sẽ là câu G. Just one. We sat next to each other. Vậy mình điền vô câu 16 là G ha. Rồi, ok, sau khi điền xong thì các bạn nhớ đánh dấu nó lại. Ok, để chi chút xíu mình đừng có bị mất thời gian đọc lại chứ gì trơn á. Rồi, really, do you think you be friends? Là gì bạn, con có nghĩ rằng con sẽ trở thành bạn bè không? Cái người mới, học sinh mới mà ngồi kế bên con á. Thì ok, maybe I'm going to ask if he wants to go swimming with me tomorrow. Có lẽ hả mẹ, con sắp sửa hỏi xem là cái người mới này nè có muốn đi bơi vào ngày mai, tức là mời á, if he want to go swimming with me tomorrow, ngày mai có muốn đi bơi với con không. Rồi tiếp tục ha. Rồi tiếp tục, why don't you invite him to go out the weekend in test. Vậy ở đây mình có một cái lời đề nghị của mẹ là tại sao không mời bạn của con đi ha vào cuối tuần thay vì là ngày mai nè. Hồi nãy thì nói là ngày mai là câu A ngay chỗ này, đánh dấu vô ha. Thì bây giờ mẹ mới nói tại sao không mời vào cuối tuần. Thì on right, will you be able to drive us? Thì Ben nó mới đồng ý liền. Ok, vậy hay á mẹ, nhưng mà mẹ có thể chở tụi con đi hay không? Will you be able to ride us? Ok, mình điền câu C vô đây ha. I'm sure I can find time for that. Thì mẹ mới trả lời I'm sure I can find time, là mẹ có thể phải dành cái thời gian cho nó. Vậy mình điền vô câu 18 là C ha. Rồi đánh dấu vô. Rồi tiếp tục. Ở câu 19 này là một cái đề nghị gì đó, một cái gì đó mà mẹ mới nói là good idea. Now, have you got any homework? Bây giờ thì có bài tập về nhà hay không? Vậy mình sẽ lần lượt thế vô thử ha. Chat a little, can I watch TV first? Thì nó không hợp ha. Rồi, tiếp tục mình điền where shall I meet him? Good idea, không được. Hỏi where shall I meet him mà good idea. Rồi, mình để thử còn câu hát nè. I see what he thinks tomorrow then. Để ngày mai xem là anh ấy nghĩ
về cái gì, gì nó như thế nào, tức là về cái chuyện mà cuối tuần á, thì như vậy mới là good idea, ngay đây mới ok ha các bạn. Vậy thì mình sẽ điền vô câu 19 này là ha, nó có liên quan đến cái nội dung mà cái đoạn hội thoại mình đang nói. Tiếp tục mẹ mới hỏi là nè, có bài tập về nhà không, thì phải trả lời của mình ở ngay đây có nghĩa là gì, có hay là không ha. Thì chat little nè, ít thôi mẹ, can I watch TV first, yeah it's too easy for me, ngay chỗ này thì không đúng ha, nó rất là dễ đối với con. Rồi, I prefer to do homework now please, I prefer you to do your homework now please. Thì ngay chỗ này nè, nếu mà bạn chọn cái ý B ngay đây, nó cũng có thể đúng ha. Yeah, it's too easy for me, tức là có, nhưng mà nó rất là dễ đối với con. Thì nó chỉ đúng được tới ngay chỗ câu 20 này thôi. Nhưng mà sau đó thì nó lại sai, là mẹ mới nói là I prefer you, con, mẹ muốn con là làm bài tập về nhà trước. Thì như vậy nó sẽ bị sai. Như vậy mình cân nhắc giữa cái B và cái E. Thì câu E này nè, E, just a little, can I watch TV first, nó vô vị trí 20 đúng hơn. Đó, đó là cái cách làm ha các bạn. Rồi, mình vừa làm tới đâu phải đánh dấu tới đó. Sau đó bạn bỏ thời gian bạn đọc lại từ đầu tới cuối để nó tạo thành một đoạn hội thoại có nghĩa ha. Rồi, so Ben, did you enjoy your first day back at school? Rồi, yeah, it was fine. We got some great new teacher. Oh, that's good. Are there any new students? Just one. We sat next to each other. Really? Do you think you'll be friends? Maybe I'm going to ask if he wants to go swimming with me tomorrow. Why don't you invite him to go at the weekend instead? Alright, will you be able to drive us? I'm sure I can find time for that. I see what he thinks tomorrow then. Good idea. Now, have you got any homework? Just little. Can I watch TV first? I refer you to do your homework now, please. Rồi, xong ha. Rồi, tiếp tục mình qua part 4, question 21 to 27. Read the article about a young racing driver. Đọc một cái bài báo về một cái tay đua trẻ. Từ câu 21 tới câu 27, thì đúng mình đánh A, sai đánh B. Không đúng, không, thông tin không có nói thì mình chọn doesn't say là C. Học về James Mabenbonraff, là cái tên dài quá, một cái tên riêng ha. James Mabenbonraff has learned car since he was given a toy once as a baby. James Mabenbonraff đã yêu thích xe hơi kể từ khi mà anh ấy được cho một cái one này, nó thế cho cái xe hơi ở trên ha, xe hơi đồ chơi khi là một đứa trẻ. He loved them so much that when he was 8, his father took him to a place where children race small car called cat. Anh ấy yêu thích chúng đến nỗi mà khi anh ấy 8 tuổi thì ba của anh ấy đã chở anh ấy đến một cái nơi, nơi mà những cái đứa trẻ mà đua những cái chiếc xe hơi gọi là cat. Cái trung tâm này tên là cat ha. Stop at the cat center told Jane he drove so well he might one day become a racing driver. Thì nhân viên ở tại cái trung tâm khác này nè mới nói với Jane, là nói với cái nhân vật chính của mình ở đây, rằng anh ấy lái rất là giỏi và anh ấy có thể trở thành một cái tay đua thật sự một ngày nào đó. Unfortunately, the car center closed soon afterward and there wasn't another one near enough to his home that he could get to. Thật là không may, cái trung tâm khác này nè, nó bị đóng cửa sớm ngay sau đó và không có một cái trung tâm nào khác ở gần chỗ nhà anh ấy để anh ấy có thể get to, là đến để đua. As he couldn't race cars anymore, Jane decided to try computer racing game. Bởi vì anh ấy, chữ S là bởi vì hoặc là chữ khi, mình dịch chữ nào cũng được ha. Bởi vì anh ấy không thể đua ở tại cars nữa, cho nên Jane mới quyết định thử đua xe, trò chơi đua xe ở trên máy vi tính. After lots of practice, he became very good. Sau nhiều cái thực hành thì anh ấy trở nên rất là giỏi. However, he never told his parents what he was doing. Nhưng mà tuy nhiên anh ấy không bao giờ nói với ba mẹ cái việc mà anh ấy đang làm. Then one day, when he was 18, he told them that he was one of the top 10 winners of a computer racing competition. Và một ngày nọ thì khi anh ấy 18 tuổi, anh ấy nói với họ rằng, họ đây là ba mẹ ha, anh ấy là một trong 10 cái người mà thắng giải của một cái cuộc thi đua xe ở trên máy tính. Nhắc lại các bạn, mình gặp một cái compound noun là một cụm danh từ, thì bạn lấy danh từ cuối cùng nè, danh từ chính bạn dịch.
Rồi những cái kế nó bổ nghĩa tức là nói nào, nói cách khác là bạn nên dịch ngược trở lại, đây là cuộc đua, cuộc thi mà đua ở trên máy tính. Thì mình dịch như vậy nha, cuộc thi đua xe trên máy tính ha. They were very surprised, họ rất là ngạc nhiên. His bride were to drive real car in a race again the other night, top player. Cái giải thưởng là một cái chuyến mà lái xe đua thật sự trong một cái cuộc đua xe với lại chính cái người chơi còn lại, chính người chơi mà top hàng đầu á. It was Jane's first time in racing car, but amazingly he won the race. Đó là cái lần đầu tiên mà anh ấy lái xe đua thật sự ha, nhưng mà thật là ngạc nhiên thì anh ấy đã thắng cái giải đua. The prize this time were a free course to learn to be a racing driver. Và cái giải thưởng bây giờ là một cái khóa học miễn phí để học để trở thành một cái tài xế đua xe, một cái tay đua ha. He did really well and has found a job driving in a racing team. Anh ấy đã làm cái việc đó rất là tốt và đã tìm thấy một cái công việc mà đua xe, driving là lái xe ở trong một cái đội đua. Đó là cái nội dung của bài. Vậy mình qua ở đây câu ví dụ người ta đã làm rồi là Jane loved a car, started with a toy. Thì đúng rồi, tại vì ba mua cho chiếc xe hơi và bắt đầu yêu xe ngay từ nhỏ. Câu 21, when he was a child, worker at the cat center said Jane was a good driver. Khi mà anh ấy còn nhỏ thì những cái người công nhân ở tại cái trung tâm cat đã nói rằng Jane thì là một cái người mà tài xế rất là giỏi. Ở đây mình dịch cái người lái xe ha, thì tay đua đó. Vậy đúng không? Đúng rồi. Ngay chỗ này nè, có nhiều bạn sẽ kiếm không ra thông tin chỗ này. Bởi vì một cái kỹ thuật thì nhắc đi nhắc lại là người ta sử dụng từ đồng nghĩa. Tức là trong câu hỏi thì người ta sẽ cho là worker. Và mình qua bài mình kiếm chữ worker hoài nó sẽ không ra các bạn ơi. Worker at the cat center thì ở bên bài mình người ta sẽ cho là nhân viên, staff at cat center, thấy chưa? Vậy thì mình đọc được tới đây là đúng rồi. Cat at the staff center, staff at the cat center là nhân viên ở tại cái trung tâm này nè. Nói là anh này là một cái tài xế giỏi, lái xe lái rất là tuyệt vời và anh ấy có thể trở thành một tay đua một ngày nào đó. Vậy câu 21 này là mình chọn là đúng ha. Ok, ai phanh tròn vô. Tiếp tục câu 22. Jane stopped racing cars because he became bored with it. Jane thì ngừng cái việc mà đua xe tại cars bởi vì anh ấy là trở nên chán với nó. Đúng không? Đâu có đúng đâu, wrong rồi. Cái thông tin này là tại vì cái chỗ này đóng cửa cho nên là anh mới ngừng. Nó dài, cái thông tin trải dài từ đây tới đây nè các bạn. Unfortunately, the car center closed soon afterward. Thấy không? Là gì? Cái trung tâm nó đóng cửa và there wasn't another one near enough to his home that he could get to. Không có cái trung tâm khác gần nhà để anh ấy có thể tiếp cận. Xuống dưới này bạn ngay chỗ chữ S bạn có thể dịch chữ because luôn. Bởi vì không thể đua ở tại khác nữa cho nên mới quyết định đua trên máy tính. Vậy ngay chỗ này nó là câu 22. Câu 22 mình đánh vô là wrong ha. Chứ không phải là anh ấy chán nha các bạn. Rồi tiếp tục 23. Jane was good at computer racing game immediately. Sai luôn. Jane thì giỏi đua cái trò chơi mà đua xe trên máy tính ngay lập tức. Ngồi vô giỏi liền, không có thực tập là làm after lots of practice. Sau khi thực hành rất là nhiều thì anh ấy mới trở nên giỏi, chứ đâu có giỏi liền. Tiếp tục câu 24. Người ta hỏi gì đây? Jane play computer racing game with school friend. Jane thì chơi cái trò chơi đua xe trên máy tính với bạn học ở trường. Thông tin này có nói không? Không có nói. Nếu mà bạn tới đây bạn đọc mà hiểu được thì bạn đánh được luôn. Còn nếu không bạn làm câu 25, quay lại làm câu 24. Câu 25 là Jane told his parents about the computer competition after it ended. Jane đã nói với ba mẹ về cái cuộc thi mà trên máy tính sau khi nó kết thúc. Đúng rồi. Thì như vậy lúc đó mình có thông tin câu 25 mà không tìm được thông tin câu 24, mình mới đánh vô là Dersen C. Là ngay chỗ này nè. Tuy nhiên thì anh ấy không có nói cho ba mẹ anh ấy đang làm gì. Rồi đến một ngày nọ khi anh ấy 18 tuổi, anh ấy mới nói với họ rằng anh ấy là một trong top 10 winner of the computer racing competition. Vậy câu 25 mình là right. Thì cái câu 24 nó sẽ nằm ở giữa. Mà ở giữa bạn thấy có một đoạn à, có một câu à. However, he never told his parents what he was doing. Không hề có thông tin gì về cái việc mà của câu 24 là Jane đã chơi đua xe, trò chơi đua xe trên máy tính với bạn ở trường hết. Vậy mình đánh vô đỡ sân xe ha.
Tương tự như vậy cho câu 26. The people changed dress again were from different country. Là những cái người mà trên này nè, đua, tức là thi đấu với, thì nó từ nhiều cái đất nước, quốc gia khác nhau. Cái này cũng không có nói luôn. Chỉ có biết là anh ấy là một trong 10 người thôi. Ở đây mình có thông tin này. Anh ấy đấu với rất là nhiều người. Và anh ấy là một trong 10 người thắng giải. Chứ không có nói mấy người anh ấy đấu từ nhiều đất nước khác nhau. Thông tin đó có thể đúng đó, nhưng mà họ không nói thì mình đánh là đối xin xe. Jane's parents had to pay for his driving course. Ba mẹ của Jane thì phải trả tiền cho cái khóa học về lái xe của anh ấy. Sai rồi. Anh ấy là được thắng một cái giải chung cuộc là giải nhất. Và giải thưởng của nó là cái gì các bạn? Là một cái khóa học. Lần này nè, thì nó là một khóa học miễn phí để lái, để học về trở thành cái tay đua thật sự nè. Ước mơ trở thành sự thật khá vào. Hơn nữa là sau khi học xong, he did really well. He has found a job driving in a racing team. Trở thành một cái sự nghiệp đua xe luôn ha. Rồi, ok. Vậy câu 27 này mình đánh vô là wrong ha. Rồi, thầy đọc lại lần nữa một bài này cho các bạn. Các bạn nhớ dò theo tập đọc và tập dịch ha. Mỗi ngày nha các bạn. Jane Mervyn Braff has loved cars since he was given a toy once as a baby. He loved them so much that when he was 8, his father took him to a place where children drive small car called cat. Stopped at the cat center, told Jane he drove so well he might one day become a racing driver. Unfortunately, the cat center closed soon afterward, and there wasn't another one near enough to his home that he could get to. As he couldn't race cat anymore, Jane decided to try computer racing game. After lots of practice, he became very good. However, he never told his parents what he was doing. Then one day, when he was 18, he told them that he was one of the top 10 winners of a computer racing competition. They were very surprised. His prize was to ride real car in a race again the other 9 top player. It was Jane's first time in a racing car, but amazingly, he won the race. The prize this time was a free course to learn to be a racing driver. He did really well and had found a job driving in a racing team. Ok, xong ha. Rồi ok, tiếp tục qua part 5, question 28 to 35. Read the article about history of chocolate. Đọc cái bài báo về lịch sử của sô-cô-la. Rồi, the history of chocolate. History of chocolate began. Ok, ở đây mình có quá khứ ha, và ví dụ người ta cho rồi. .. 3.5 thousand years. Ở đây có ago, thì như vậy mình chỉ điền được là over, còn above là bên trên cái khoảng không gian ha. Ví dụ between the A and B, vậy ví dụ mình sẽ xài ngay chỗ này là over ha các bạn. Rồi điền vô over. Tiếp tục. At that time, vào thời điểm đó, people in Americas .. as the man and the Aztec threw the bean and make chocolate drinks .. Ở đây mình có một cái tên riêng, ở đây mình cũng có một cái tên riêng. Và các bạn thấy chữ S thì thường thường là suggest. Tại vì cái người này nè, cái tộc người này là ở Mỹ ha. Suggest man là cái người Mỹ nè. Những cái người people in America. Aztec cũng là people in America luôn. Rồi, bắt đầu trồng một cái loại đậu và làm cái nước uống sô-cô-la .. Thì ở đây mình có from them ha. Từ chúng. Đâm này chính là bean nha các bạn. Around 1500, Christopher Columbus took cocoa bean to Europe and chocolate drinks .. became popular in Spain. Khoảng vào năm 1500 thì Christopher Columbus mới mang cái hạt cacao này nè, hạt coca, là cacao, coca gì đó, đến Europe là châu Âu, và chocolate, sô-cô-la, drinks, thức uống sô-cô-la .. became popular in Spain, phổ biến ở Spain là gì? Ở Tây Ban Nha. Thì như vậy bạn gặp cái cụm từ mà become thì mình thường là soon become ha. Ok, còn nếu các bạn qua đây các bạn chọn mấy khác nó sẽ ổng hợp. Ok, ngay chỗ này hồi nãy mình có such as, rồi mình có from them, mình có soon. Ever là đã từng, already là đã, thì mang tới, thì đã này thi với thì cái gì mà hoàn thành đó, đã từng cũng vậy. Thì chỉ còn soon là một trạng từ mà đứng trước cái động từ become, nó thường cặp từ này đi chung với nhau.
sớm trở thành ha. Soon became popular in Spain. However, it wasn't until nearly 100 years that people started drinking chocolate in parts of Europe. Ngay chỗ này mình thấy part là số nhiều ha. Để ý chỗ đó. Rồi bên đây các bạn tiếp tục late, later và latex. Latex thì latex, late này thì muộn hoặc là trễ, thì nó là tính từ. Come late, later là sau, mới có nghĩa là sau đó. Còn cái này là nghĩa là trễ, nó không đúng. Vậy sau đó thì mình chọn là be. Rồi còn part hồi nãy số nhiều thì mình chỉ chọn một cái other thôi các bạn. Phần khác, every này thì đi với danh từ số ít, còn both thì phải A and B. Như vậy ngay chỗ này mình chọn là other ha. Câu 31 mình chọn là later và câu 32 mình chọn là other luôn. Tuy nhiên thì nó không 100 năm sau, tức là mãi cho đến 100 năm sau thì người ta mới bắt đầu uống cái thức uống mà sô-cô-la này ở những phần khác của châu Âu, những nơi khác của châu Âu. Rồi tiếp tục, in 1657, vào năm 1657, a Frenchman opened the first chocolate house in London. Một cái người Pháp mở cái nhà sô-cô-la ở London đầu tiên. The drinks were expensive, so only rich people enjoy it. Thì cái người cái thức uống này nó quá mắc tiền, cho nên chỉ có những người giàu ở đây mình thấy nè. Quá khứ thì ở mấy sau này mình cũng phải chọn là quá khứ. Could enjoy is could enjoy. Ở đây là hiện tại không được, must là phải cũng không được, không hợp nghĩa mà hai cái đó hiện tại hết. Còn could là quá khứ của can ha. Rồi ok, tiếp tục qua. Chocolate continued to become more popular. It wasn't until 1847 that the first modern chocolate bar were sô-cô-la thì nó tiếp tục trở nên rất là phổ biến. Ở đây mình có một cái thanh sô-cô-la hiện đại đầu tiên. Chocolate bar là thanh sô-cô-la, modern là hiện đại, first là đầu tiên, were Như vậy ở đây sao to be, câu 35 bạn sẽ một là chủ động mình điền là sao to be là một động từ thêm in ha. Cái động từ mà thường ngay chỗ make này mình loại rồi. Nếu mà động từ thêm in là nó phải làm ra cái gì. Ví dụ what is he making? He is making a cake. Chứ không phải he making không là không được. Và hơn nữa cái thanh sô-cô-la đầu tiên là nó không có chủ động làm ra cái gì hết, cho nên mình phải chọn nghĩa bị động là made. Thanh sô-cô-la đầu tiên được làm ra. Như vậy bạn sẽ so sánh cái nghĩa nó hơi trái ngay chỗ này. Một cái là xuất hiện rất là lâu, năm 1657, và một cái cho đến năm 1847, thì ngay chỗ này thì nó phải có một cái gì đó trái nghĩa. Mà nếu trái nghĩa mình chọn là but, còn mình chọn because when nó không hợp nghĩa. Bởi vì bạn thể vô và bạn để thử ha. Bởi vì mãi cho đến 1847 thì này nó không hợp nghĩa gì hết, cho nên mình phải chọn câu 34 là but. Nhưng mà mãi cho đến năm 1847 thì cái thanh sô-cô-la hiện đại đầu tiên mới được làm ra. Và ở câu 35 là mình chọn là bị động ha. Ngày nay chocolate is available everywhere. Bây giờ thì sô-cô-la nó có khắp mặt mọi nơi ha. We also eat it in food like cake, biscuits and sweet. Thì chúng ta cũng có thể ăn nó trong những cái đồ ăn thực phẩm như là bánh, bánh bích quy hoặc là kẹo. Rồi thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. The history of chocolate. The history of chocolate began over 3,500 years ago. At that time, people in the Americas, such as the Mayan and the Aztec, grew the bean and make chocolate drinks from them. Around 1,500, Christopher Columbus took cocoa bean to Europe, and chocolate drinks soon became popular in Spain. However, it wasn't until nearly 100 years later that people started drinking chocolate in other parts of Europe. In 1657, a Frenchman opened the first chocolate house in London. The drinks were expensive, so only rich people could enjoy it. Chocolate continued to become more popular, but it wasn't until 1847 that the first modern chocolate bar were made. Now, chocolate is available everywhere, and we also eat it in food like cakes, biscuits, and sweets.
Rồi ngay chỗ sẵn cái này thầy lưu ý cho các bạn cái mạo từ đờ ha. Đờ thì thường thường á, nó thí dụ như chỗ này mình đọc là the history of chocolate là nó đứng trước phụ âm. Nhưng mà nếu nó đứng trước nguyên âm ngay chỗ này thì mình đọc là the ha, the Americas, the ở đây là the Mayan nhưng mà the Aztec. Ok, vậy đi với đờ này thì nó người nói chung mình không phải là người bản xứ cho nên nhiều khi mình cũng phải tập hoài thôi chứ cũng dễ nhầm lắm ha các bạn. Rồi xong ha. Rồi qua passage ha, phần vocabulary question 36 to 40, từ câu 36 đến 40. Read the description of some words about spending time outdoor. Đọc cái mô tả về một vài cái từ về cái những cái thời gian mà ở bên ngoài, tức là bạn trải qua những cái hành động ở ngoài trời. What is word for each one? Cái từ gì cho mỗi một cái từ? Thì đối với mỗi một cái khoảng trống vậy thì mình điền vô một ký tự. Ví dụ người ta cho you can do this activity in the sea or in the pool. Bạn có thể làm cái hoạt động này, cái hành động này ở trong ở dưới biển hoặc là trong hồ bơi. Ở đây cũng là in nhưng mà dịch ra tiếng Việt trong biển thì nó không hay bằng dưới biển ha. Cho nó thuận miệng. Bắt đầu bằng chữ S thì nó là swimming, S W I M M I N G. Tiếp tục number 36. This is by the sea. And you can lie here in the sun. À, cái này thì nó kế bên biển và bạn có thể nằm ở đây dưới ánh nắng mặt trời. Mà bắt đầu bằng chữ B. Vậy là B E A C H beach. Ok, bãi biển ha. À, kế biển là bãi biển beach. Number 37, you sleep in a tent when you do this activity. Bạn ngủ ở trong lều khi mà bạn làm cái hoạt động này. Mà bắt đầu bằng chữ C thì cái này do cái hoạt động mà động từ thêm in cho nên các bạn khó đoán ra cái chữ này lắm. Nó là camping đó các bạn ha, camping. Mình đi cắm trại thì mình ngủ trong lều vậy thôi, camping. CAMBING. Number 38, you take this meal with you and eat it outside. Bạn mang theo thức ăn với bạn để ăn ở bên ngoài. Vậy nên mình làm gì mà mình đem theo đồ ăn hả? Đi picnic. Ok, picnic. PICNIC. Number 39. This place has grass and trees and people go there to enjoy being outside. Cái nơi này thì nó có cỏ nè, cây nè và người ta đi đến đây để thưởng thức thưởng thức cái không khí ở bên ngoài hoặc là được ở ngoài trời á. Thì đi đến chỗ nào mà có cỏ và cây và ở ngoài trời, bắt đầu bằng chữ P. Park đúng không? Công viên park. PARK. Number 40. You play this sport with a racket and ball. Bạn chơi cái môn thể thao này với một cây vợt và trái banh. À, vậy thì nó là môn tennis, bắt đầu bằng chữ T, tennis, quần vợt ha. Rồi đọc lại cho các bạn ha. Number 36. This is by the sea and you can lie here in the sun. You sleep in a tent when you do this activity. You take this meal with you and eat it outside. This place has grass and trees and people go there to enjoy being outside. You play this sport with a racket and a ball. Rồi xong part 6 ha. Rồi qua part 7, question 41 to 50, complete the letter, write one word for each page. Hoàn tất bức thư từ câu 41 tới câu 50 và nhớ là mỗi một khoảng trống mình chỉ điền được có một chữ thôi các bạn. Nhớ nha, các bạn sau khi làm xong thì có thời gian chép lại ha. Để mình quen văn phong và mình nhớ cái khoảng trống mình cứ đọc tới đó là mình điền vào thôi thành phản xạ. Dear Anne Fabini, dì Fabini thân mến, Mom ask, ví dụ người ta cho rồi, Mom ask me to let you know that I arrive home okay. Mẹ đã cho con biết, ask to let you know, ask me to let you know là yêu cầu con nói cho dì biết rằng con đã về nhà okay, an toàn. Rồi I enjoy traveling back chấm 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 train. Ở đây mình có đi bằng xe lửa thì traveling back by train. Con rất là thích đi về bằng xe lửa. And I was surprised that chấm 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 took me 3 hours to get home. Rồi ở đây có cấu trúc chủ ngữ giả it took me. Nó chỉ mất có 3 giờ để về nhà. Thank you very chấm 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 for looking after me chấm 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 I was in France. Cảm ơn gì, cảm ơn rất là nhiều. Very much. Very much, cảm ơn gì rất là nhiều. For, về cái việc mà đã chăm sóc con. I was in France thì khi
Con ở Pháp thì ở đây mình có thể dùng hai chữ là when nè. I were in France hoặc là gì? Why cũng được ha. Why I were in France, khi con ở Pháp. I'm going back to school chấm 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 week. Chỗ này con sẽ quay lại trường. Cái này cũng được hai chữ luôn. Tuần này, this week, tuần tới, next week. Rồi, ok, được hai chữ. Con sẽ quay lại trường vào tuần sau. Con sẽ quay lại trường vào tuần này. My French is a lot better. Chấm 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 is word before. Better thì better gì các bạn? Better than. Easy ha. Có một chữ một thôi. Tốt hơn là nó đã từng. Tức là tiếng Pháp của con bây giờ tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. So I hope my marks will improve. Cho nên con hy vọng là điểm của con nó sẽ cải thiện. I chấm chấm like. Ở đây I would like. Dễ rồi. I would like to keep practicing French. And I am looking chấm 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 a pen friend. Tìm kiếm thì looking gì vậy? Looking for. Ngay chỗ này mình would ha. Rồi I am looking for. Con đang tìm kiếm một cái người bạn tâm thư. Là người bạn để thư từ qua lại. I thought of your friend son alien. À con nghĩ đến cái bạn. À, cái người con trai của bạn của dì ha, your friend là bạn của bạn, thì ở trong tình huống này mình đang viết thư cho dì mà son là người con của bạn của dì là alien. We can send email one a week. Chúng con có thể gửi email một lần một tuần. Let me know chấm 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 what you think. Hãy cho con biết dì nghĩ cái gì. Ok. Có được hay không? Rồi ai chấm 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 we can see each other soon. Gì ai gì I hope đúng không, hy vọng là sẽ gặp lại sớm. Dễ ha. Rồi Daniel là cái người viết thư. Rồi thầy đọc lại cho các bạn ha. Dear Aunt Fabine, Mom asked me to let you know that I am arrived home okay. I enjoy traveling back by train and I was surprised that it only took me 3 hours to get home. Thank you very much for looking me while I were in France. Thank you very much for looking me when I were in France. I'm going back to school this week. I'm going back to school next week. My French is a lot better than it was before. So I hope my marks will improve. I would like to keep practicing French and I'm looking for a pen friend. I thought of your friend son alien. We can send email once a week. Let me know what you think. I hope we can see each other soon. Okay, I hope we can see each other soon. Very soon. Daniel. Rồi xong bức thư ha. Rồi tiếp tục qua part 8, question 51 to 55. Read the advertisement on the email. Okay, ở đây mình đọc là đi ha. Đi hả mới nhắc ở part 7 hồi nãy ha. Rồi đọc cái mẫu quảng cáo với lại cái thư điện tử. Filling the information in Martina note. Điền vào cái thông tin ở trong cái ghi chú của Martina. Từ câu 51 tới câu 55 thì viết cái thông tin ở trên cái tờ trả lời. Đó là cái hướng dẫn làm bài. Mình có bên trái có mẫu quảng cáo là Starlight Dance Studio. Cái phòng khiêu vũ tên là Starlight gì đó. New Term Star June 30. Cái khóa học mới sẽ bắt đầu vào 30 tháng 6. Hip hop là hành nghỉ hip hop Wednesday or Saturday, thứ tư hoặc là thứ bảy. 10 a.m. or 4 p.m. 10 giờ sáng hoặc là 4 giờ chiều. Cha dance, nhạc cha thì Sunday or Thursday, chủ nhật hoặc là thứ năm. 11 a.m. or 5 p.m. 11 giờ sáng hoặc là 5 giờ chiều. Rồi ở đây mình có hai cái giá tiền. Morning 7 pounds, afternoon 9 pounds. Buổi sáng rẻ tiền hơn 7 pound. Buổi trưa chắc nóng nực hay sao á, tốn tiền điện với trà đá hay gì á, cho nên là tới 9 pound lận ha các bạn. Rồi chúng ta có một cái email từ Nicole gửi cho Martina. Martina, dance classes start again soon. Martina ơi, những cái lớp học mà khiêu vũ sẽ bắt đầu sớm trở lại. We did cha dance last term. Cái học kỳ rồi thì chúng ta đã học về cha rồi. So let's try hip hop. Cho nên chúng ta hãy thử học hip hop ha. I can't do weekday because of work and I prefer a morning class. Tôi thì không thể học những ngày trong tuần bởi vì phải đi làm. Và tôi thích cái khoa lớp học vào buổi sáng hơn. Afternoon classes are more expensive anyway. Cái lớp học mà vào buổi trưa thì nó mắc tiền hơn. Dầu sao hoặc là anywhere thì bạn có thể dịch là dầu sao đi nữa hoặc là tuy nhiên hoặc là
dù sao đi nữa thì lớp học vào buổi trưa cũng mắc tiền hơn. Tuy nhiên hoặc là hơn nữa, lớp học buổi trưa cũng mắc tiền hơn. Let's go by car as it's not easy to get there by bus. Chúng ta hãy đi bằng xe hơi, bởi vì, as là bởi vì ha, nó không có dễ để đến đó bằng xe bus, bằng xe bus. Rồi, như vậy mình qua bên đây mình coi cái Martina Notes nè, là ghi chú của Martina. Dance Classy with Nicole là cái lớp học mà nhảy với lại Nicole. Ở đâu? Starlight Dance Studio, phòng nhảy Starlight. Câu 51, Tie Up Dance, loại nhảy gì vậy bạn? Tuần rồi, học kỳ rồi thì học cha rồi, cho nên kỳ này học hip hop nè. Thấy không? Cha Dance Class Term, we did cha Dance Class Term, so let's try hip hop. Kỳ này hả? Thử hip hop nha. Vậy ngay đây là câu 51. Rồi, câu 52. Day of my class là cái thứ nhớ nha các bạn, ngày 4 chữ, còn day 3 chữ. Cái này là thứ mấy? Day of my class. Trong cái email này mới nói là cái Nicole này nè, nó mang những ngày trong tuần thì nó phải đi làm, đi bằng việc kiếm cơm. Cho nên là chỉ còn ngày cuối tuần thôi. Vậy bạn chiếu lên ngay chỗ hip hop ở trên này. Nó có hai ngày dạy, một là ngày thứ tư, hai là ngày thứ bảy. Thứ tư là ngày trong tuần, không học được, vậy còn ngày thứ bảy thôi. Vậy mình lấy cái này là mình đánh vô. Đó, kết hợp giữa hai thông tin này nó mới sẽ ra được câu 52 là ngày thứ 7 ha. Ok, điền vô 52 Saturday. 53 Tie Up Class là cái lớp học buổi sáng thì buổi trưa thì mắc tiền hơn nè. Thích học buổi sáng, ở đây có hai cái giờ, giờ 10 giờ sáng và 4 giờ chiều, nhưng mình chọn 10 giờ sáng, tiếp tục ha, ngay chỗ này. Câu 53 là 10 giờ sáng. Rồi qua đây, điền 53 là 10 a.m. Travel nearby. Rồi, chữ travel lưu ý nhắc trở lại ha. Bây giờ dịch mà nhiều khi các quá nhiều bạn dịch không mấy cái còn chưng hửng chỗ này nè. Đi du lịch đến đó bằng, đi học nhảy mà đi du lịch đâu. Mình chỉ dịch chữ đi thôi nhẹ nhàng, đi đến đó bằng cái gì? Chứ đi học nhảy không phải là đi du lịch. Rồi, let's go by car. Ok, vậy thì mình đi đến đó bằng xe hơi. Xe hơi là không biết làm sao, là bơm hơi vô chạy hả? Ừ, thì các bạn muốn biết tại sao gọi là xe hơi, vô gặp bạn của thầy tiến sĩ Google hỏi ha. Each class cost, mỗi một cái lớp học thì tốn mất bao nhiêu tiền? Ở đây có hai cái tiền, một cái là 7 tiền, cái 9 tiền nè. 7 pound a 9 pound, một lớp buổi sáng và một lớp buổi trưa, mà tụi nó học buổi sáng vậy thì rẻ hơn, mình điền vô là 7 pound. Ok, nhớ ký hiệu ngay chỗ này. Cái chữ pound viết giống như L vậy đó, gạch. Còn nếu mà bạn viết bằng chữ thì nó là 7 pound, pound phải thêm S vô ha. Thì ngay chỗ này để thầy, cái này bữa hôm trước thầy nhớ thầy có giảng trong một cái bài trước rồi. Nếu mà bạn ghi bằng chữ nguyên như thế này thì bạn phải thêm S vô. Còn mình thông thường viết tắt ký hiệu thì 7 pound bình thường thôi. Là viết bằng số thì nhớ cái đơn vị tính nó phải nằm phía trước. Còn bạn viết 7 là số, xong bạn viết pound mà không có cái chữ S này là bạn bị sai á. Rồi qua bên đây, tiếp tục mình đánh dấu. Thấy không? Thấy tiền không? 55, dễ ha. Rồi xong part 8 cũng là xong cái test 1 của cuốn Cat 7.